Xin chào thầy và các anh chị trong group. Em xin tự giới thiệu là em tên là Đặng Văn Phương, hiện đang sinh sống tại Đồng Nai. Công việc hiện tại của em là làm công nhân trong một công ty sản xuất cám. Em đã biết đến thầy Dương Trung Hiếu là thông qua một cái e-book sách đó, Rich Dad Poor Dad. Sau khi mà em đọc được khoảng 13 tập trong cái cuốn e-book Rich Dad Poor Dad, thì em nó cái tư tưởng của em nó tiến bộ hơn, coi như là nó hiểu hiểu hơn về con đường tài chính của mình. Mình không thể cứ đi làm công cho người ta, mà trong khi đó cái ước mơ, cái hoài bão của mình nó ước mơ hoài bão của mình nó không có được thực hiện được, và từ đó thì em lên mạng em tìm hiểu, tham gia nhiều diễn đàn, coi YouTube, và may thay là em đã gặp được cái kênh của thầy Dương Trung Hiếu. Em xem video và cũng là thấy là thầy một người chia sẻ, hướng dẫn tận tình. Mặc dù là chưa biết thầy nhiều, nhưng mà với mong muốn tự do tài chính thì em nghĩ là thầy Dương Trung Hiếu sẽ là người hướng dẫn cho mọi người, không phải là riêng em, là tới được được con đường tự do tài chính nhanh hơn. Chúc thầy và các anh chị trong group của mình là dồi dào sức khỏe và thực hiện được cái mong muốn của mình. Em xin cảm ơn.